Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà ơi. Con chào cả nhà cả nhà ơi. Cả nhà ơi nè, hai cô cháu đang nói chung vừa đặt chân đến cái ngôi nhà của mới đây là vong của hai cô gái mà giống nhau, gương mặt giống nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà có vẻ như tụi con thấy có vẻ họ không có được bình thường cả nhà. Hai chị em luôn. Một người á thì hỏi thì cứ cừ. Ừ. Một vong á thì cứ mình hỏi cứ nó theo. Mình ý là cái câu mình nói sao thì họ nói y gian vậy. Nó theo không à. Mình hỏi cô ở đây cái cũng trả lời cô ở đây. Thì vừa rồi thì tụi con có được tiên ông báo mộng cho con rằng là tiên ông có đi kiểu như đi giúp vong linh mà có điệp đi ngang đây nè. Đúng rồi. Và có ghé vào ngôi nhà này thì tại vì ông cũng biết tụi con đến đây giúp đỡ vong linh á, thì ông cũng nói là ông đã đến đây và đã kiểu như cảm hóa được hai vong linh rồi. Có nghĩa là có thể theo con nghĩ cả nhà, nói chung là ông có thể phân tích cho họ hiểu cái đúng cái sai, cũng như là cho họ nhìn, có thể như họ nhìn thấy được cái tương lai hoặc là quá khứ. Vì này sao đâu, tại đôi khi ông có những cái gì đó mà làm cho họ phải là cảm nhận được cái điều họ đang làm là sai, giống như là tại vì ông đâu phải như mình mà mình ông có những cái lời lẽ gì đó mà nó cho họ hiểu. Còn mình dạng như mình người trần mắt thịt mà mình chỉ nói theo những cái gì mình suy nghĩ thôi, nó có thể là không thâm sâu và tinh tí như ông được đó. Thì nhờ ông thì tụi con mới cấp tốc trở đây liền để mà giúp đỡ, tại biết sao đôi khi để lâu quá thì sẽ họ lại bị những cái vong khác tác động, họ sẽ giữ nữa. Không mà nói chung là hai cái người này cũng gọi là bị khùng hay sao. Bị khùng. Không cái đó mình nói thiệt cả nhà, có thể là giống như bị lúc mà còn sống á họ bị loạn thần hoặc là bị tâm thần. Thì cả nhà mình thấy trước đây và đến bây giờ thì hầu như hai cậu cháu con đi thì địa điểm này là điểm thứ nhất và điểm đầu tiên là ở nhà thầy bùa. Cái bà đó, cái cô gái nhảy. Thì thật sự đến gặp những cái vong linh mà họ không được bình thường cái nhà thì thật sự rất là khó để mà khắc phục và giao tiếp. Tại chúng ta không hỏi được họ thì không biết được thông tin. Mà không biết được thông tin và họ không biết là họ muốn cái điều gì. Làm sao để cho họ đó. Thì hai cậu cháu cũng đã cố gắng hết sức để mong rằng là giúp đỡ được cho cô gái, hai cô gái này, nhưng mà khi mà tiếp cận cả nhà thì họ không có cho chúng ta biết cái thông tin gì hết. Nói chung với cả nhà, cái vấn đề mà biết tên biết tuổi hay không cũng không quan trọng. Khi mà đã bắt thì cũng quá quan trọng, nghĩa là một khi những vị thầy đã hiện trước mặt họ rồi á thì họ bắt thì cũng được, hoặc là chúng con muốn tìm cách họ cũng vẫn được đó. Nhưng mà tại vì chúng ta giúp người thì giúp cho một cách trọn vẹn, giúp cho bằng cách là gọi là họ phải tự nguyện, họ phải buông bỏ, họ phải do họ, chứ không phải là mình đựng ép họ để rồi họ lại quay lại con đường đó tiếp tục thôi. Cho nên thì mình muốn biết rõ và biết nhiều khi họ có cái liên tiếc gì đó, hoặc là những cái gì đó mà họ còn gọi là chưa buông bỏ được, mình cố gắng mình giúp đỡ, cũng như là họ muốn cần cái gì, giống như là lúc còn sống họ thiếu thốn cái gì đó, họ đói khát, họ như thế nào đó, thì mình tìm cách để mình hóa giải những cái điều đó, giống như là họ thèm được ăn nhầm ngự là chỉ một con gà thôi mà không chứ đó. Đợi hoài. Hoặc là một người gì một cái đôi dép, hoặc là chiếc áo, cái quần, chiếc áo, cái quần, cái lược, cái gì đó mà họ không chứ thoát được. Tại vì lúc họ còn sống họ thích cái món đồ đó quá, họ thích nhất. Đúng rồi đó. Khi chết đi cái người nhà không đốt theo, không đem theo, rồi thành ra họ cứ lưu luyến, họ cứ về tìm hoài, mà nhiều khi gia đình thì họ lại không biết là cái người đó thích cái gì, hoặc là về nhà vì cái lý do gì. Mà đôi lúc đâu phải họ về là người thân có thể gặp đâu. Không phải là người thân là có thể gặp, đôi khi là hạp hay không hạp nữa. Ngày trước cả nhà, nói cái thời mẹ của Tú. Mẹ Tú lúc đó mất, nhưng mà cách đây năm 2002. Đợt sau khi mất là khoảng vài tháng, rất là nhiều người ở trong một cái địa phương của con đã thấy. Trong số quá trời. Thấy bà về, thậm chí cho số nữa. Nhưng mà nói chung thì người ngoài cơ mà, tại vì người nhà mình thì mình xót, mình đâu có... Mà ngặt cái người nhà lại không thấy. Đúng rồi. Không à, người nhà thì có chứ gì sáu mày là thấy thì có gì sáu thôi thấy à. Nhất. Còn nói chung thì có thể là do cái hạp, là tại vì cái chị sáu của con với chị hai là cùng tuổi nhau, cùng tuổi con khỉ mà, chốc lắm. Thì hai bà cùng tuổi có thể là hạp với nhau, là thành ra họ cho, có nghĩa là mẹ mẹ, họ là bậy rồi.
mẹ mày cho thấy. Nói chung hai cậu cháu con hiện tại á, thì đến hiện tại hai cậu cháu thì không có thằng nào còn cha còn mẹ hết. Ê, còn cha mày mày thôi mày thôi xin lỗi mày xin lỗi mày 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 còn cha sorry sorry quên Tú còn cha quên bậy bậy. Có con á, con thì không còn cha còn mẹ, tại vì nhiều cô bác cũng hỏi tại sao cứ nhắn tin con lại này nói cho gửi lời thăm đến cha mẹ lọc đồ này, thật chắc thì cha mẹ con không có còn. Thì nói chung con có mẹ nuôi nhưng mà cứ lễ đời đến cũng biết là những cô chú đó quan tâm thì cũng mang ơn thật sự, nhưng mà đôi khi họ không biết là ông ngoại mất rồi. Đúng rồi đó. Thì cái đó là tại cô bác cũng thương mà gửi lời thăm thôi, nhưng thật chắc thì mà nói thì tại vì cha già con muộn, tại vì lúc mà cha mẹ lọc sanh gặp ra là bốn mấy tuổi rồi, rồi lọc tới hiện tại cha mẹ lọc mắt là bảy mấy tuổi, cả nhà biết là lớn tuổi lắm rồi. Thì cả nhà thì giờ cả nhà mà tụi con cũng nói sơ sơ vậy thôi, bây giờ hai đứa con trở lại nơi đây để xem coi hai cô cháu hôm nay là đây có thể giúp được không, như ông lão nói là đã khuyên căn được rồi thì hy vọng là sẽ giúp được cái vong linh này. Cả nhà đi cùng tụi con nha, đi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đến là nghe đụng đụng trong không biết ông khuyên răng kiểu nào. Bây giờ cứ có nghe đến, cứ vô cứ hỏi cái đốt mấy nén nhang mình mở họ ra để coi coi hôm nay như nào đó. Lạnh quá mày, bữa nay gió ghê luôn á, cũng may hôm nay trời không mưa nè, bữa trước mưa. Ê té nè, rồi đốt nhang đi. Để tôi vô đây tôi gọi cho ý tôi quay lại cho cả nhà xem. Hôm trước gặp ở đây nữa nha cả nhà, rồi ở đây nữa nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu thổ thần đắc đa nhân trạch ở đây. Những người vì phúc mạng mặt đây, thì giờ hai cậu cháu đây xin phép thổ thần nhân trạch ở đây thì tại tụi con hữu duyên cho đến đây thì muốn giúp đỡ phong linh ở đây. Con cầu mong đất đai nhân trạch thổ thần của địa ở đây gia hộ và giúp đỡ cho hai cậu cháu sớm ngày hoàn thành được cái tâm nguyện cũng như giúp đỡ những vong linh nơi này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hai cậu cháu con trở đây thì cũng được tiên ông chỉ dẫn dẫn lối, nói rằng là ông đã đến đây và có gặp được hơn hai hơn đến đây thì cũng có dịp để mà giao tiếp, và ông cũng đã nói ra những điều mà các linh đây cần biết được. Và tụi con ở đây thì được ông chỉ đến đây để mà giúp đỡ các linh đây, thì được biết hương linh đây cũng rất là mong muốn được đi về nơi khác để mà tu tập hoặc là nói chùa. Nói tao nói ngoài này thì thấy không, thấy gì đây. Nam mô thì Phật chào cô nha. Hôm trước có phải có một vị tóc, một vị ông tóc râu bạc đến đây gặp cô phải không? À, ông có chỉ bảo cô điều gì không? À, có nghĩa là ông chỉ bảo nó rằng là hai cô phải cho cậu cháu tôi giúp đỡ được phải không, đúng không? Con kìa. Hả? Đúng rồi, hôm trước cậu cháu tôi đến đây mà. Hôm trước hai cậu cháu tôi hôm trước cũng chạy ra chống dãy với các người đó chứ đâu phải là đơn giản đâu mà các người không nhớ. Hai cậu cháu tôi có cung kiến bên trong nhớ không? Không nhớ hả? Phải hai người không? Không. Hai chúng tôi đúng mà. Sao không phải được? Vậy đẩy máy rồi, tức quá. Tức đây có ai lên nữa không? Thì hai người đó là hai cậu cháu tôi đó. Hai cậu cháu chúng tôi á. Tại sao cô nói cô mắt cô còn trẻ mà tại sao mà cô lại mau quên chứ? Cái sợ nhiều như giống như là họ bị cái nghiệp á. Giống như là cái nghiệp họ làm gì á, điều gì không tốt. Mà nói nghiệp đúng nha, không phải nói nghiệp bậy nha. Có nghĩa là những cái nghiệp này là do những cái trong cái tiếp trước á, họ làm á, giờ họ gieo rồi xong rồi đến nỗi khi mà họ mắc thì vẫn còn mang. Nhưng mà có những cái nghiệp, những gì thầy nói những cái nghiệp cũng tộc lâu lắm. Thiệt mà. Thì bây giờ á, cái nguyện vọng của cô cũng như là cái điều cô khao khát hiện tại bây giờ là cô muốn gì? Bây giờ ông lão, ông tiên ở đó, có thể là ở nhiều người kim tiên mình kêu thổ thần cũng chẳng được.
Thì bây giờ ông đến đây căn dặn các cô cái gì? Các cô có thể cho chúng tôi biết không? Đúng người nó được. Gì? Ở đây còn trong nào không cô? Ngoài hai cô ra. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm em. Bây giờ cô nhìn cho kỹ. Cậu cháu tôi trước đây đây mới có một hai ngày trước chứ nhiêu. Nhìn nhìn rõ gương mặt hai chúng tôi lại coi xem coi có đúng là cái người đó hay không. Mình có biết cái gì đó. Đây trong bếp này, bếp này. Cái bà cười hi. Đây nè này. Nam mô A Di Phật. Để đốt ba cái nhang này nữa này. Tôi đốt ba cái nhang đi. Mày xít xít trên đây chút. Đúng rồi, dạy tay. Xít xít ra chút. Đây à? Xít ra, ừ đúng rồi, đang cho thấy rõ trong, thấy bà trong. Để tôi qua đây tôi ngồi. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, cô có nhớ hai cậu cháu của tôi không? Ố bà vậy này nha, bà nhớ ta. Bà có nhớ. Nè, bây giờ nè, có phải là trước đây, có thể là hôm qua rồi, chúng lâu, qua không? Qua, mày có thấy hôm qua không? Tao thấy qua. Đêm hôm. Ừ đúng rồi, tối hôm á, tối này nè. Sáng này là mình, ừ đúng rồi, đúng rồi. Sáng thấy nè. Ê lộn, là đêm hôm vừa rồi nè. Đúng rồi, là sáng mà mình đến đây nè. Là ông thủ thần, ông tiên câu trắng đúng không cô? Đến đây tìm đây đúng không cô? Cô gặp ông cái vị nào mà câu trắng đâu bạc không? Áo trắng tóc bạc, đây câu bạc luôn. Đúng rồi, đồ trắng tóc bạc câu bạc. Không chịu không bắt đầu kìa. Bà kia mới nói có phải không? Bà kia mới nói có nhưng mà bà nói không phải mình. Sao hai bà này dặn? Thì bây giờ ông nói là hôm nay là hai chúng tôi đến đây là có thể giúp được cho hai cô đó. Thì bây giờ tôi không biết là cô, cái trí não của cô có được bình thường hay không. Thì hiện tại mà tôi nghe được cái lời nói của ông thì rất là mừng. Thì hai cậu cháu tôi đến đây thì mong rằng có thể là mình giúp được cho hai cô về cái nơi nào đó tốt hơn. Bởi vì vậy mà hai cô cháu tôi cắt công đường xa đến đây. Thì cô có nhìn rõ và thấy và nhớ hai cô cháu tôi không? Tôi mấy bữa trước có lại đây nè. Cô này nhận ra mình nhưng mà lại không nói là không thấy ông tiền. Cô kia nó thấy ông tiền mà không nhận ra mình. Nghịch lại. Không. Nếu mà trường hợp hai. Để hai bà này hợp lại thành một. Là biết ông tiên biết mình luôn. Có khi nào hai người là một không? Ý có nghĩa là hai cái mày nghe người nhớ mình, người nhớ ông tiên, ông tiên. Thì nếu mà hai người nhập là một người nhớ ông tiên, nhớ mình luôn. Thì ừ là biết hết. Mà này hai người này. Mà hai người này hoàn toàn khác nhau. Ừ. Vậy là hình dáng cũng khác nhau luôn. Có khi nào là lạ không? Bà đưa cái mặt đưa cái cửa rồi. Vì sao? Thôi kệ đi, cái chuyện bà đó khó hiểu lắm. Bà này khó hiểu hơn. Bà giờ, nó mới nhớ mình bây mà. Bây giờ vậy. Cậu cháu tôi cũng được tiên ông dẫn dắt và chỉ dẫn đến đây để giúp đỡ cho cô và cái cô bên kia được về cái nơi nào đó tốt hơn này. Để mà có cơ hội tu tập và nghe kinh kệ để mà sớm siêu thoát á. Cô thật sự trước giờ không thấy vị nào mà râu bạc, tóc áo trắng, tóc trắng á. Có nghĩa là một bạc hết trơn luôn. Bạc hết luôn, trắng hết. À, có rồi, có rồi. Có. Ông đã nói những gì với cô? Cô nhớ không? Vậy là ông tiên ông nói với cô kia à? Ông nói với cô kia á. Hai cô hiện tại là y. Hai cô là hai chị em đúng không? Đúng. Có một à? Sao một được? Vậy là hai cô giống như là một người. Sao một được? Hai người là hai hình dáng. Nhưng mà tôi thấy cô với cô kia hình dáng, đồ đạc, hình dáng cao nhỏ khác nhau. Tại sao mà là một người là như thế nào? Cô có hai cái tâm. Bình thường á thì tâm của người ta thì có tâm thiện và tâm ác. Thì tâm ta tâm chánh. Nhưng mà từ trước giờ của cháu tôi chưa từng thấy là hai cái tâm lại đều quên này quên kia.
nghĩa là người này nhớ này nhưng mà người kia nhớ giống kia. Như hai lỗ tai bên nghe bên hông. Ờ kỳ. Cô còn nhớ là cô vì nguyên nhân nào cô mắc không? Té núi. Qua bên kia đi, hỏi ba kia. Cô bị té núi kìa. Bà đi đâu mà té núi? Cái nào đi du lịch mà đi. Cô đi hái thuốc, hái măng hay quà rồi cũng. Hai người nắm tay đi dắt đi té. Ủa sao mà lấy hai người nắm tay đi té? Còn người kia là ai? Cuối cùng là cô là cô là cái câu kia là một hay là hai? Cũng là một. Mà nó là lúc mình là hỏi ra sao té là nói hai người nắm tay nhau đi té. Mà hai người là ai nữa? Mày. Hai là. Coi chừng bà có ghệ. Có nghĩa là chồng cô. Chồng hay là bạn? Bạn cô hay chồng cô? Nam hay nữ? Hỏi luôn. Đi chung với cô là nam hay nữ? Nữ hả? Thì lúc hai người phải không? Hai người phải là ba nó một. Nhưng mà ba hỏi phải nói là bả như người kia là có một. Sợ ba. Ừ. Mà thấy mà xong mà cũng lạ đi núi mà có hai người nữ đi chung là sao? Ừ. Ba hỏi bà kia kìa. Hỏi bà này nữa coi. Cô ơi, cô có thể ra phía này cho tôi hỏi được số điều không? Cô ra mấy cửa nè. Kìa. Trên đó mà nói gì tôi không nhìn. Cô ra cửa nè. Cái môi Phật. Còn cô ngồi đây đi ngồi. Mất à? Mất. Là bà đang hay cái cô thì chứ. Hai bà sao sao đâu á. Giống như... Cô nói rằng là cô đã gặp cái vị mà mặc áo trắng, tóc trắng, râu trắng đúng không? Và vị đó gì vậy? Ê, sao gãy anh cây rồi? Ai biết rồi. Mày có đạp chúng không? Đâu có. Cái vị đó đã nói những gì với cô? Cô nhớ không? Có phải cô và cái cô kia hai người nắm tay nhau đi núi rồi té xuống núi không? Hả? Đúng không? Cô chỉ nói cần nó đúng hay không thôi. Đúng rồi ha. Vậy là hai người cùng nhớ cùng một ký ức. Còn tiên ông nói những gì với cô dặn cô nhớ không? Đợi là kiểu như là nói với cô là đợi hai tôi đến giúp đỡ phải không? Có hai người đàn ông. Thì đúng rồi, hai con cháu tôi hai người đàn ông chứ hai người đàn bà đâu mà cô nói không đúng. Chụp chiều đến đây hả? Giờ này cũng chiều rồi. Giờ này ba mấy hả? Giờ chụp chiều nè. Cô nhớ kỹ là phải chúng tôi không? Cô kia nhớ đó. Nhớ đó. Chỉ có cô thôi. Nhưng mà tiên ông nói là nói chuyện với cô chứ không phải nói chuyện cô kia. Thì chúng tôi ở đây là muốn hỏi là tiên ông đã nói gì cô nhớ không? Ừ, thiên nóng gì ta? Không phải hoài luôn rồi. Nhìn mặt kỹ đi. Không phải. Để nhìn tao thử đi. Này cô nhìn người này cái đúng không? Nè nhìn tôi cái nhớ mặt tôi không? Nhưng mặt ông nhìn đây mà tôi không nhìn ra. Kỳ vậy? Mà tập trai vậy cô không nhìn ra sao? Không phải là tại mày. Nhiều khi mày bữa đó tao nói chuyện bao nhiêu hay mày nói chuyện nhiều. Hình như tao vô trọng mẹ không vô. Đâu? Vô trong đó đó. Tao nói chuyện bao mày nhớ tôi không? Vô mà. Ủa có. Tôi ngồi cái bơ bơ luôn. Sao kỳ vậy? À biết đâu. Tao bá bơ lộ nghĩ vấn đề mà. Bây giờ cô nhớ một người không được đó. Bây giờ cô thì nhớ thì đúng cho tôi rồi. Thì đúng cho tôi là được là bây giờ vậy nè. Qua đây, ông qua đây chuyện ba. Bây giờ vậy nè, hai con cháu tôi á thì giờ thì ông đã cũng đã nói với bà vậy rồi, cũng nói là tôi nghĩ là ông cũng đã cho bà hiểu thế nào là luân hồi, cũng như là thế nào là tái sanh, cũng như là thế nào là trải nghiệm. Thì hiện tại chúng tôi đến đây giúp cho cô là không phải là giúp cho cô để gọi là được tái sanh vào liền không có nha. Thì chúng tôi đến giúp á để cho cô đến nơi khác.
cô tu tập, và tùy cái nghiệp lực cô về, chẳng hạn cô nói về sát sanh thì cô phải trả lại cái, những cái nghiệp sát sanh, hai là khẩu thiệt thì cô phải về khẩu thiệt, hay là bất hiếu gì đó rất là nhiều, thì cô phải trả những cái nghiệp đó rồi cô mới đi tái sanh được. Nhưng mà giờ cô về chùa cô tu tập thì cô sẽ bớt đi cái nghiệp mình. Đúng rồi. Và sớm sẽ thoát nữa. Chịu không? Nếu chịu thì hai chúng tôi sẽ, chắc ở đây khó quá. Nếu bây giờ nè, nếu cô đồng ý thì cô rủ luôn cái cô kia cùng qua bên khu vực bên ngôi nhà bên kia kìa, chúng tôi sẽ dễ để cho cô hôm đó. Bên đó tôi cúng kiến cho dễ hơn, ở đây khó vô và quá. Và sẽ tạo điều kiện cho hai người đi. Bây giờ á, cô này chịu đi thì mà cô chịu đi thì cô lại đây một mình. Nghe tôi giúp ai được thì tôi giúp người nào đó. Phát tâm thì nó được đi. Còn cô không phát tâm mà cô ở đây, biết đâu sau này ông lão đến đây gặp cô thì chúng tôi cũng đã đến giúp rồi, đúng không? Mà sau này ông lão đây có bắt cô hay hoặc như thế nào đó thì tùy duyên thôi. Mà vụ bắt thì chắc ông bắt mà dạng giống như sợ người khác bắt cái ông mà cô quá chứ. Như là cô không chịu đi thì ông lão đây trách quở như thế nào thì không biết. Đây đó. Tại vì chúng tôi cũng đã hết lòng đây giúp đỡ rồi, chứ không phải tôi bỏ mặt này nọ mà không mang cô đi. Mà sau này cô bị vong dữ hơn hoặc là vị nào đó đến đây bắt bớ hoặc là âm binh. Hỏi ý nhau. Cô kia hỏi cô đi không kìa. Mà hỏi nó ông phải nữa kìa. Cô nhìn rõ cái mặt tôi nè, phải tôi không? Này nè. Bây giờ vậy đó, tôi nói bây giờ vậy đó. Bây giờ người nào mà cô nhận dám được chứ á. Ừ. Tại vì trong có hai người, có người một cũng được rồi. Đúng không? Bây giờ cô kia họ đang hỏi ý cô kìa, nếu mà cô đi thì bây giờ hai con cháu tôi phải ở bên kia làm một bàn cúng đất đai đỏ để mà để xin phép cô đi. Xin phép của hai cô đi. Cô đi. Về chùa. Để mà cô tự tu tập để mà về chùa. Hay là cô về miếu. Bây giờ chúng tôi nói vậy rồi đó. Rồi bây giờ nếu mà ấy thì giờ qua bển, nếu mà cô muốn đi thì qua bển, còn không thì thôi. Bây giờ nói hoài cũng vậy. Cháu tôi sẽ qua bển tạo bằng cúng đó. Tại ông lão đã nói với mình rồi, ổng nói là các cô cũng đã phát tâm rồi, nhưng mà hiện tại mà chúng tôi cúng kiến mà các cô không theo thì cái đó là nghiệp của các cô. Thôi về mình đi. Về bển đi. Đi xếp một bộ cúng đi. Mày mình cũng gắng cố gắng thôi chứ mà. Không, hai cái người này cứ quên quên nhớ nhớ hoài. Ừ, người thì nhớ lúc không, giống như bị tâm thần á. Ờ đúng rồi. Cái con gì nó kêu hơn tôi hít. Rồi lúc thì nhớ lúc quên rồi làm sao đâu mà hồi cái nhớ này cái mình tránh hỏi hơi quên nữa. Bởi vậy, khó cho mình á. Không biết nãy giờ dặn qua bánh chú nhớ qua bánh không nữa nè. Gỗ. Mà bên đây họ có qua đây bao giờ chưa, không biết nữa. Ai đâu biết đâu à. Bây giờ mình cúng quay vô cái bếp ra sao? Hay là cứ có bàn đó. Ai biết đâu, muốn đâu cũng được. Cái chỗ nào mà nó... là cũng rút đa này. Rút đa nó khó đặt máy lắm. Ở đây tôi thấy có tiền. Ừ, đó không được nữa. Đây ngồi hẳn cái này đi. Ê. Đi đâu hen? Để sửa cho ngay cái máy rồi. Bánh nè. Không biết có qua không nữa. Mình nhắc nhở vậy rồi đúng không? Biết có bơi qua không nữa. Thì cứ cúng đi, qua không qua tùy ý thôi, biết sao vậy. Lấy hai bộ đồ này đi. Rồi gách luôn rồi. Sao kỳ ta, sao gách luôn rồi. Gách gì? Gách cái vai áo. Giờ ủa không phải ghét mẹ tại người ta cắt
Nè, tao cắt vô đây tao tưởng gách không. Buộc lại để cái sổ ra tùm lum á. Mày cắt vô đây làm gì? Gì? Sắp ra chứ làm gì? Ý là cắt vô chi á? Cắt ai biết người ta đâu. Nè, nó sẽ vô hai bên luôn nè. Ngồi đi. Để đẻ tay lại. Hai bộ. Nhăn có chưa? Chưa. Nhăn cày nữa. Chắc đầy gió luôn á. Không biết có qua không, kệ đi. Cắm đại dưới này nè. Cắm dưới luôn đi. Sao nực dưới ta? Có gió gì vẫn nực. Cắm đây nè, nó đây nè. Đá luôn kìa. Nè. Này cảm ơn ông này. Đây đường này. Đây đi, đây đi. Nè, nè. Đứng không, cứng không? Đây đường đi luôn. Các bạn cài chỗ gì đó. Cài đi. Chứ giờ anh biết sao vậy? Mà gió này đường cháy chắc không nổi rồi. Cháy nổi nhưng mà sợ nó mau lắm. Không nổi gì mà. Nè. Đây đây nè. Đây được nè. Đứng nè. Chân hổ ngã. Yeah. Đá chim này nè, đốt đi. Dễ dùng ngã. Thôi được rồi, phải. Này nè, ấy đây đi, để tôi đốt ba nén hương, tôi xin phép đất ra thuốc thằng riêng ra cũng được. Cái bộ vố quá. Ừ. Mình cái đàn cây có để mà nó phức nữa không? Ừ. Nó phức cái cục đá để xíu nó cháy. Quá gió. Chà. Bây giờ cả nhà, tụi con chắc có lẽ sẽ tránh mặt chút xíu để cho họ coi có qua không.
Hãy
Bây giờ chú ngồi kìa, ai cũng ngồi kìa. Cái gì đứng bưng đó? Có ai cũng ngồi hả? Nam mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật chào hai con. Thế bây giờ hai cô đã chấp nhận mà quy y không? Thì những gì mà ông lão nói với các cô thì tôi nghĩ các cô cũng hiểu. Thì bây giờ hai cháu tôi đến đây và ngay bây giờ bây giờ vậy nè, tôi cũng mong muốn là vong linh sớm được siêu thoát chứ tôi cũng không có. Cô đẹp lắm, cô rất là bình thường. Bây giờ về đi, nếu mà hai cô đã nhất tâm rồi thì bây giờ hai cô hãy lựa một vật gì đó trên bàn cúng để cậu cháu tôi đưa linh hồn của hai cô về chùa. Hai cô mấy cô muốn đi vào đâu? Bắt nhang ha. Được rồi, để tại vì nói chung là chúng tôi cũng đã biết về mọi thứ rồi cho nên chúng tôi sẽ ngay bây giờ thì các lễ bào và chúng tôi niệm chú như là trợ gì trợ niệm cho các cô đi ha. Nam mô Di Đà Phật. Đi rồi. Dạ. Không biết mấy cô này sao quá. Hay là gì? Hay là kiểu như là nhớ mà giả quên. Mình bởi nhiều cái mình không hiểu nổi. Kiểu như là làm vậy cho mình khó lòng mà giao tiếp mà. Thì đó nhiều khi người ta không có tin mình á. Ừ. Giờ đốt này đi. Nam mô Di Đà Phật. Con cầu rất là như cho tử tần nó bị ở đây. Thì hai cô cháu có đến đây và giúp những vong linh ở đây, nếu hai cậu cháu có trong cái quá trình đi đứng cũng như là làm việc tại nơi đây á mà có điều gì mà gây ảnh hưởng đến đất đai nhân trạch ở đây thì cậu cháu chúng con cũng thành tâm sám hối cũng như là rất mong đất đai thưa thần nhân trạch ở đây cũng hiểu cho hai cậu cháu chúng con. Cậu cháu chúng con cũng không mong gì hơn thì chỉ mong là giúp đỡ những vong linh, tại con đã mừng rồi. Nam mô Di Đà Phật. Giờ chắc ra đem xuống cái núi ở chỗ cái chùa ngay chỗ mình đem mấy ông bà già lại đó đi. Ừ. Thì giờ cái nhà thì giờ hai cô cháu con chắc con lại sẽ mang bát hương này cũng như là hai vong linh của hai cô gái này về cái chùa của đôi vợ chồng già ở đây trước đây ở đây cái nhà. Nam mô Di Đà Phật. Thì cảm ơn ông bà cô chú đã xem video cô cháu con. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Con đi cả nhà. Nam mô Di Đà Phật.